trưởng công an xã bị đình chỉ công tác vì đánh người. Trung tá Lê Huy Cao, trưởng công an xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng, bị đình chỉ công tác để làm rõ sai phạm trong việc đánh người đàn ông nhập viện. Chiều ngày 9 tháng 8, Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, cho biết cơ quan này đã ra quyết định đình chỉ công tác Trung tá Lê Huy Cao để làm rõ việc đánh anh Đậu Ngọc Hoàng, 30 tuổi. Hành vi của ông Cao bị cho là không đúng chuẩn mực khi làm việc với người dân, không đúng điều lệnh và văn hóa ứng xử của ngành công an, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh lực lượng công an nhân dân. Trung tá Lê Huy Cao đạp anh Hoàng, cởi trần. Trước đó, công an huyện Phú Riềng điều tra vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến xe ba gác máy. Cụ thể là, nghi can 30 tuổi đã lừa người làm thuê của bà Nguyễn Thị Tuyết Vân để lấy chiếc xe đi cầm cố cho anh Đậu Ngọc Dần, anh ruột của Đậu Ngọc Hoàng, lấy 8 triệu đồng. Ngày 7 tháng 8, bà Vân và nghi can cùng đi chuộc xe. Khi liên hệ với anh Dần, họ được biết xe đang để ở nhà Hoàng nên đến lấy. Do xe bị hư không chạy được, rơi xuống mương nước gần đó, nên họ nhờ anh Hoàng trông coi. Người dân thấy chiếc xe, nghi là tài sản trộm cắp nên báo công an xã Bình Sơn xử lý. Sáng ngày 8 tháng 8, công an xã Bình Sơn cùng dân quân, công an viên đến hiện trường thì chiếc xe đã được đưa lên bờ. Lực lượng chức năng đưa xe về trụ sở để điều tra. Theo công an Bình Phước, anh Hoàng ngăn cản không cho mang xe đi. Công an xã đã giải thích và thuyết phục nhiều lần không được nên báo cáo sự việc cho Trung tá Lê Huy Cao. Khoảng 9 giờ cùng ngày, ông Cao đến hiện trường, do bực tức nên đã đấm, đạp và còng tay anh Hoàng dẫn đến đa chấn thương. Em gái anh Hoàng dùng điện thoại ghi hình rồi đăng lên Facebook. Công an tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo công an huyện Phú Riềng phối hợp chính quyền xã, thôn tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần anh Hoàng. Trong video đang lan truyền trên mạng, anh Hoàng ngồi trên xe ba gác. Trung tá Lê Huy Cao đạp, đấm anh này liên tiếp khiến chảy máu vùng đầu, tai. Nạn nhân sau đó bị còng tay. Tiếp đó, người nhà anh Hoàng xin công an tháo còng, đưa nạn nhân đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước. Sự việc được người dân ghi hình. Theo một lãnh đạo công an tỉnh Bình Phước, lực lượng công an xã Bình Sơn khi thực hiện nhiệm vụ đã có hành động phản cảm, gây bức xúc cho người dân. Chúng tôi đang xử lý vụ việc theo quy trình, sai đến đâu xử lý đến đó, dứt khoát không bao che, ông này nói. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.